Và đến với câu hỏi tiếp theo thì mình có một chút thắc mắc, mong là các bạn có thể giải đáp cho mình cũng như là các bạn học viên đang theo dõi chương trình này. Bản thân mình cũng là một người học IELTS thì mình cảm thấy rằng kỹ năng nói đòi hỏi khả năng phản xạ và diễn đạt lưu loát. Một số người cho rằng việc tập trước gương giúp tăng sự tự tin, trong khi một số khác lại tin rằng việc tương tác trực tiếp với giáo viên hoặc đối tác học tập giúp cải thiện phản xạ ngôn ngữ. Thì thưa các bạn, phương pháp nào sẽ tối ưu hóa khả năng nói để đạt điểm cao nhất? Cá nhân mình thì mình cũng là một người hơi hướng nội một chút, cho nên mình sẽ thích cái việc tự luyện tập trước gương hơn, bởi vì mình thấy là cái phương pháp này nó cũng khá là hữu ích cho hầu hết tất cả mọi người, bởi vì chúng ta không phải ai cũng may mắn được sống ở trong một cái môi trường mà các bạn có thể thường xuyên gặp gỡ những người có trình độ chuyên môn về tiếng Anh cao, hoặc là những người ít là những người bản địa, những người từ nước ngoài để họ có thể giúp bạn thẩm định cái tiếng Anh của mình. Cho nên cái việc tự luyện tập nó sẽ đương nhiên là một cái giải pháp nó phù hợp hơn cho mọi người, và mình thấy là cái việc này thì các bạn cũng có thể tự phát hiện ra những cái thiếu sót trong ngữ pháp, trong phát âm và cái nội dung bài nói của bạn. Còn đối với mình thì mình cảm thấy việc giao tiếp với nội dung là rất quan trọng để cải thiện kỹ năng nói của mình, bởi vì với việc giao tiếp với người nước ngoài nó sẽ mang lại cho các bạn học sinh và các bạn thí sinh 3 lợi ích. Lợi ích đầu tiên, mình sẽ tăng được cái sự tự tin của mình khi giao tiếp với cả người thật. Đấy là một cái kỹ năng rất là quan trọng khi mà mình muốn được điểm cao trong bài nói IELTS của mình. Sự tự tin confidence là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định cái điểm số IELTS của bạn. Thứ hai, với việc giao tiếp với người nước ngoài như thế, chúng ta có thể biết được lỗi sai mình đang mắc phải ở đâu, mình đang biết được cái ban cụ thể của mình ở đâu và kỹ năng nói của mình đang tốt như thế nào. Và thứ ba, việc giao tiếp với người nước ngoài như thế, mình còn cải thiện được cái body language và eye contact của mình đối với người ngoài. Hiện tại, với các bạn nào chưa có điều kiện để mà có thể giao tiếp với người nước ngoài ở các trang web và các app ở trên mạng, ví dụ như là Discord đã mở ra rất nhiều các phòng và các room để mà các bạn có thể giao tiếp với người nước ngoài online trên đấy. Thì đấy là những cái lý do mình thấy rằng việc giao tiếp với người nước ngoài nó sẽ có được rất nhiều cái việc là nói trên gương. Còn riêng mình thì mình đã lựa chọn sử dụng cả hai phương pháp. Luyện tập trước gương thì sẽ giúp mình chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, trong khi đó thì luyện tập thực hành cùng với các bạn sẽ giúp mình kiểu như là có được phản xạ tốt hơn. Và như mình thấy là sử dụng cả hai cách sẽ là cách tốt nhất để được điểm cao hơn. Dù mỗi người có cách riêng để giảm căng thẳng, nhưng điều quan trọng là giữ cho tinh thần thoải mái và tích cực. Sự kết hợp giữa hai phương pháp này rõ ràng là một cách tiếp cận toàn diện và hiệu quả. Điều này chắc chắn sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho những ai đang chuẩn bị thi IELTS.